Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, bà Marta Matrai đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón bà Marta Matrai thăm Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác bạn bè truyền thống và cũng là đối tác toàn diện đầu tiên và duy nhất hiện nay của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cuộc hội đàm và chủ đề của cuộc tọa đàm lập pháp lần thứ 5 giữa bà Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Qua đó, hai bên đã nhất trí về nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước tiếp tục thực hiện những nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2022 giữa Quốc hội hai nước. Bày tỏ tin tưởng, Hungary sẽ đảm nhiệm thành công chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu, sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa EU và ASEAN và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và EU. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã dành 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Marta Matrai trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Hungary Quevedo Laszlo đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khẳng định Hungary coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á. Bà Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary cho biết, vào nửa cuối năm 2024 này, khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu, Hungary sẽ thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Bà Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary bày tỏ nhất trí với Chủ tịch Quốc hội, hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, thể thao, cũng như hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp.